Anh Hải, ráng ráng giữ chặt đi, sắp xong rồi. Anh Hải, ngồi yên đi. Sậy, sậy ơi, sậy ăn cháo đi con. Sậy à, thôi. Sậy ơi, sậy tỉnh lại đi con. Hồi đó mẹ cứ mong sao cho con mau lớn để trở thành một cậu thanh niên cao ráo, khỏe mạnh, giỏi giang. Cho nên mỗi tháng, mỗi năm, mẹ đều đo chiều cao của con, rồi mẹ làm dấu trên bức tường ngay cửa nhà mình. Rồi cái lúc mà con lên Sài Gòn, mẹ nhớ con cao 1m46. Sậy ơi, con mau tỉnh lại nha con. Rồi mẹ chỉ cho con thấy cái dấu mẹ làm, cái dấu con cao 1m46 nha con. Ủa Sậy, con dậy rồi hả? Dạ. Sao mắt đỏ que vậy nè, con khóc hả? Bộ dạ. Đau đâu hả? Dạ, không có. Chắc là ở đây bụi á, hồi nãy sốt mắt lắm, con dụi hết rồi nè. Trời, vậy là bụi đã bay ra rồi đó. Mà nè, mẹ có nấu cháo ám cho con. Giờ con ra sân chơi đi, lát nấu xong cái mẹ kêu con vô ăn rồi uống thuốc hen. Dạ. Đi đi con. Con xin lỗi mẹ, đáng lý con không nên để cho mẹ lo lắng cho con tiếp như vậy. Nhưng mà con phải tìm ra chứng cứ để kết tội thằng con. Có như vậy thì con mới có thể mãi mãi ở bên cạnh mẹ được. Mùa Sậy trổ bông, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.